trăm mấy. Không mà có đâu. Thầy, con có cần cởi dài không chị thầy? Dạ. Ai cởi thì tốt, cởi cũng sao. Vô đi, vô đi. Dạ. 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 Dạ, mời ngồi, mời ngồi. Dạ. Cô khỏe cô? Dạ, khỏe. Dạ. Thầy mới tuyển quay xẹt đây nè. Dạ. Làm sai thì đừng cầm len để tôi bị mất chót nha. Dạ, không có đâu. Trời ơi, đâu có dễ giàu gì cầm len cô. Dạ. Chị Nga ngồi đây đi. Dạ, nó ngồi bên này. Quá, thành thử là chưa có lâu kịp đó nha. Này, thầy mới tiễn quay kẹt đây nè. Quay kẹt già rồi thành quay kẹt hơi, tụi con bữa nay có khẩu phước ăn hả cô? Bữa nay tụi con ghé ngay. Dạ, đơn này nấu từ keo đi lên nấu. Dạ. Thôi đạm bạc nha. Con lâu quá không gặp sư phụ, bữa nay mới gặp sư phụ. Trời ơi, con cứ lo con làm sư tử hoài, con làm thăm sư phụ. Tại vì mấy các bạn của con thì đạo Phật giáo nhưng mà rất ngưỡng mộ thầy, hầu như là hàng đêm là nghe YouTube. Xích đu, xích đu. Xích đu vậy. Nãy tụi con có ghé Trúc Lâm. Ồ vậy hả? Dạ, tụi con ghé Trúc Lâm lại Phật trước rồi xong rồi ở dưới đó là thầy trên đây, mình nhanh tụi con lên đây. Dạ. Hôm nay quý quá gặp thầy. Vui quá thầy. Hồi sáng mình đi từ theo đi hồi sáng này hay tối đây hôm qua? Dạ, đi hồi sáng này, tụi con đi 7 giờ. Tụi con ghé Trúc Lâm chứ. Lâm đi Trúc Lâm. Mấy xe đây. Đi mấy xe? Đi 2 xe. Rất là quý tại vì mấy cái bạn toàn gặp từ ngoài, nhưng mà ở đây chỉ có con là đi tụi chị là đạo Phật, còn đây tất cả là đạo Phật giáo. Quý sao ngưỡng mộ thầy lắm. Đạo Phật giáo nhưng mà lại mê YouTube của thầy nghe Evina nhất là chị này. Một tin của thầy luôn. Thôi đạm bạc nha. Ngon quá thầy ơi, không có đạm bạc quá trời quý. Đi xì xì, quý vị chót quá à. Ông gói mới giờ đó, ông uống đi nè. Để qua đó cho ai chỉ cần ăn ớt, không cần ăn bạc. Dạ, con ớt cái này cho con. Ai chỉ cần đó. Ăn ớt mà không ăn mì chắc chết quá thầy. Quay phim nha. Mời. Dạ. Làm bạc. Con đi ra bạc thầy con một mình. Nè con đừng cầm lên nha. Có đổi cô đó, cô đang mới vừa làm đó. Không không á. Có là đạm tình luôn đó. Mới vừa nhất. Ở trên bàn có trái cây khi nào mình xong mình thích. Rồi, tự nhiên. Dạ, cảm ơn. Bữa nay có dịp đây có con gia đình của anh Mỹ, cô Hòa, chị Nga, anh Hiệp và bé Vincent, Kevin. Cả gia đình bữa nay hôm nay đi tu viện Tây Thiên để viếng thăm chùa sẵn nhằm ngay buổi ăn lanh trưa luôn, gia đình cùng nhau ăn mì mì chay, thật là có hậu phúc ăn ghê.